mình nhận cái tờ này, mà đây là những cái lời chúc chung cho tất cả những chị em trong tháng 10 và cũng là phụ nữ Việt Nam nữa. Thành ra là nhiệt tình, cảm ơn chị. Và nhóm yoga cũng có một phong bì vừa mới gửi ở bệnh viện các bạn. Và chị Dung, xin mời các bạn đọc chị Dung với tất cả tình yêu luôn. Bắt đầu mới gì? Cái Dung ở đâu gửi không à? Sinh nhật với tất cả là mấy anh chị em Yoga 226. Chúc chị Lê Dung thật nhiều sức khỏe và trẻ vui ngoài mãi. Coi như cái lời chúc không phải riêng cho Lệ Dung mà coi như Lệ Dung đại diện nhờ Lệ Dung làm cho cảm gì đấy được nhá. May quá các bạn, hôm nay là chị Lê Dung được không có khóc nhẹ. Ngoài trời mưa đó cái này là khỏi nhẹ. Ôi hạt chơi là mưa. Đúng rồi, hôm nay ngoài trời mưa nên ở trong nhà nó không phải mưa. Mà mưa ở trong nhà thì là các bạn phải co chân lên hết. Thì ra không dám nhá. Rồi cảm ơn tất cả mọi người. Rồi, sau đây em cũng có một món quà để cho cô Lê Dung. Một người có sinh nhật trong tháng 10. Thôi bây giờ mình cũng đại diện cho những người trong tháng 10 nhỉ. Chứ hôm nay thì không phải là sinh nhật của Lê Dung, mà bản thân hôm nay lại là sinh nhật của Lê Trường. Nhưng mà mọi người trong tháng 10 thì phải nói hết. Thì ra thôi thì cứ đại diện nhận và những cái nhận lời chúc tất cả các bạn nhé. Rồi và tháng sau các bạn ơi, những ai mà sinh vào tháng 11 thì nhớ đừng có vắng. Vì hôm nay nếu như vậy mới khởi đầu thì tao là tu bằng cả. Vấn đề là tháng nào cũng có sinh nhật các bạn. Tháng nào cũng có sinh nhật, một năm sẽ có 10 ngày tháng sinh nhật. Còn chị Mai còn nhớ là cuối năm mình còn có một cái hội xuân, chợ xuân gì đó. Vâng, thì bây giờ mời chị Mai phổ biến dùng luôn.